Vâng, thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là chiếc Dell Alienware X14R1. Đây được mệnh danh một trong những quái thú về đồ họa gaming ở phân khúc màn hình 14 inch có cấu hình mạnh mẽ nhất tại thời điểm hiện tại. Máy được trang bị con chip đó là Core i7 thế hệ thứ 12 có tên mã là 12700H, RAM 16GB SSD 512GB. Đặc biệt Vega được trang bị là RTX 3050 Ti. Đây là một trong những quái thú có thiết kế đậm chất gaming và trọng lượng của máy chỉ có 1,8 kg các bạn ạ, mà Alienware đã làm được chiếc máy như này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái công nghệ tại vì sao Dell họ lại làm được một chiếc máy mỏng nhẹ mà có sức mạnh như một chiếc laptop gaming ở phân khúc một chiếc laptop Ultrabook thì nó như nào. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn, với thiết kế cực kỳ ngầu, với logo đó là người ngoài hành tinh đặc trưng riêng của thương hiệu Alienware. Vỏ máy được làm bằng hợp kim nhôm Mazue, cấu tạo là một chiếc máy vô cùng chắc chắn với trọng lượng chỉ có 1,8 kg. Các bạn thấy là trục bản lề họ làm xuyên suốt như này, mở cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, logo này. Đấy, cái logo này chúng ta có thể đổi màu theo cái sở thích của chúng ta nhé. 14 inch. Đây là cái chữ 14 inch tượng trưng cho cái phân khúc màn hình 14 inch. Cái tản nhiệt đường sau với cái thiết kế đặc trưng, các bạn thấy là hình kiểu dạng như là than tổ ong. Đấy, dép tổ ong tại Việt Nam chúng ta. Đấy, tản nhiệt được đưa ở đây hết các bạn nhé. Đằng sau thì các bạn thấy cổng phone của mic với giao tiếp 3,5. Đây là cổng sạc của máy với sạc Type-C luôn các bạn nhé. HDMI, USB và đầu thẻ được đưa đằng sau và hai cổng thu âm 4 ở đây. Các bạn thấy đưa hết đằng sau luôn, cắm như này cực kỳ tiện nếu như các bạn sử dụng trong lĩnh vực gaming cũng như đồ họa. Bởi vì cái quan niệm của mình rất thích những chiếc máy mà cắm gọn hết các cổng đằng sau như này. Phần bên tay phải thì có một cái hốc tản nhiệt nhỏ ở đây. Đấy. Các bạn thấy là màu trắng kiểu dạng trắng ngọc trai này. Ở trên thị trường có cả màu đen đấy các bạn nhé. Đằng trước các bạn thấy thiết kế nó sẽ hơi thoải một chút để các bạn mở máy nó đơn giản hơn này. Đây, không bố trí bất kỳ một cổng nào đằng trước nhé. Bên tay trái thì thêm một hốc tản nhiệt nhỏ nữa ở đây này. 1,8 kg, cần một tay thoải mái luôn. Đây, bên dưới này các bạn sẽ nhìn thấy này. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra sau. Và cái hàng này thì mình mang về đó là hàng OLED, các bạn sẽ nhìn thấy. Hàng OLED sẽ có giá rẻ hơn khoảng 3 đến khoảng 5 triệu tại thị trường. Và hiện chiếc máy này mình đang bán với phân khúc giá chỉ có 30 triệu đồng nữa các bạn nhé. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy hết khí nóng ra sau rồi đây. Bây giờ thì cũng như mọi ngày thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong kèm khả năng nâng cấp của chiếc máy nó như nào nhé. Các bạn thấy là những cái phần cao su nó nhô như này, để trên mặt phẳng mà nó không bị cập kênh. Đây các bạn thấy này. Và không khí nó sẽ hở để tuần hoàn không khí, tản nhiệt chiếc máy nó tốt hơn. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra không quá khó. Chỉ có cái tu vít 4 cạnh này, các bạn hoàn toàn có thể tự mở ra để vệ sinh bảo dưỡng chiếc máy này cực kỳ đơn giản. Các bạn sẽ nhìn thấy nội tạng bên trong máy với quả pin bay, các bạn sẽ nhìn thấy rất lớn này. Pin sẽ duy trì dùng khoảng 7 đến 8 tiếng chế độ dùng văn phòng, có nghĩa là cả một ngày các bạn đi làm mà không cần phải sạc. Có một linh kiện duy nhất bên trong máy có thể nâng cấp được, đó là khe cắm ổ cứng PCIe. Và ở đây chỉ có một khe cắm ổ cứng bên trong. Với một khe cắm ổ cứng sẽ nâng cấp tối đa đó là 2 TB cho chiếc máy này. Các bạn thấy hai cái loa ở phần sườn này. Pin với dung lượng là 80,5 Wh, có nghĩa là rất lớn cho một chiếc máy Ultrabook ở phân khúc mỏng như này. CPU, GPU và mọi linh kiện đều được onboard bên trong và không thể nâng cấp với hai quạt tản nhiệt ở đây. Đây là con chip Wi-Fi các bạn này. Tóm tắt này thì chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp duy nhất chỉ là ổ cứng thôi. Còn toàn bộ linh kiện đều được onboard trên máy. Nên khi mua máy thì các bạn sẽ không thể nâng cấp mà các bạn phải chọn cấu hình và option máy ngay từ ban đầu. Nên khi mua máy các bạn phải chú ý cấu hình, chẳng hạn như là Core i7 này, hoặc là cấu hình các màn hình vân vân các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, lần đầu tiên mình thấy một chiếc máy được trang bị cổng sạc Type-C cho dòng máy gaming. Các bạn thấy là công suất của sạc là 130W, tương đương so với những chiếc Dell XPS hoặc Pro Edition với phiên bản màn hình đó là màn hình 16 inch tại thị trường. Đây các bạn thấy là sạc Type-C này sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh nhá. Bây giờ thì mình sẽ cắm chiếc sạc này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao nhá. Các bạn lưu ý, muốn một chiếc máy hoạt động hết hiệu năng của một chiếc laptop thì các bạn phải cắm sạc vào thì cái hiệu năng CPU và GPU thì mới hoạt động hết 100% các bạn nhá. Còn khi các bạn sử dụng nguồn pin thì nó sẽ không hoạt động hết 100% hiệu năng mà nó sẽ tụt xung, giảm xuống để cho tương thích với pin của máy và tiết kiệm pin các bạn nhá. Vâng, thưa các bạn, đây là giao diện giữa cái phần mềm đó là Alienware Command Center. Các bạn có thể chỉnh ví dụ là LED phím. Đây. Các bạn có thể chỉnh LED phím, đây là LED RGB, LED từng vùng các bạn nhé. Đây, hoặc các bạn có thể chỉnh logo đằng sau theo cái màu sắc mà các bạn yêu thích, phong thủy của các bạn nhé.
Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra phần cứng bên trong của chiếc máy này này. Các bạn bấm vào đây. Bấm vào đây. Đây là tính năng Window Hero, có nghĩa là chiếc máy này sẽ có khả năng nhận diện khuôn mặt, có nghĩa là mở máy qua camera hồng ngoại ở đây. Camera đây các bạn nhé. Bluetooth được trang bị trên máy của Intel 5.2 sẽ hỗ trợ các bạn kết nối các thiết bị không dây. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, IR camera đây. Nhận diện khuôn mặt, đây vẫn là tính năng bảo mật nhất trên laptop hiện nay. Ổ cứng trang bị trong máy của hãng Kia Seo 512GB LVMe, chuẩn ổ cứng của Nhật các bạn nhé. Vega các bạn sẽ thấy được trang bị hai Vega bên trong, bao gồm Vega On đó là Iris Xe Graphic và NVIDIA GeForce RTX 3050 với dung lượng 4GB. Wi-Fi được tích hợp trên máy đó là Wi-Fi 6 với mã là AX201 băng tầng 160Hz, có khả năng tăng tốc xử lý và nhanh hơn Wi-Fi 5 gấp 5 lần các bạn nhé. Đây còn chiếc i7 thế hệ thứ 12 này, 12700H này. Cảm giác bấm phím của mình vô cùng tuyệt vời các bạn ạ. Với hành trình bàn phím cao mà lổi như này, chất lượng bấm phím rất tốt nhé. Cái khung của nó bằng hợp kim nhôm. Các bạn có thể nhìn thấy xuyên thấu, đây là hai cái quạt tản nhiệt này. Các bạn nhìn thấy không? Cái led phím này là led phím RGB. Các bạn có thể chỚnh theo cái sở thích của mình qua phần mềm Dell Alienware Command Center bên trong máy các bạn nhé. Còn chuột này thì trải nghiệm này hơi nhỏ các bạn này. Thực ra là nhỏ chứ không phải hơi nhỏ. Và khi mình xê kiểu dạng này thì nó hơi hụt tay một chút các bạn ạ. Trái phải các bạn bấm bình thường này. Và con chuột này sẽ hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm như bình thường nhé. Đây các bạn thấy là con chuột này sẽ hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm. Và bên trên này nó có phủ một cái lớp sơn đặc biệt chống bấm vân tay cực kỳ tốt luôn. Đây các bạn nhìn thấy này, zoom to zoom nhỏ này. Đây các bạn sẽ thấy là đằng sau nó chống bấm vân tay tốt hay không. Đây tay có mồ hôi này các bạn này. Đấy. Các bạn chú ý đến cái lớp lỉ cao su như này này. Nó nếu mà các bạn nhỏ mực hoặc là nhỏ cái gì vào đấy mà bám vào đây, mình nói luôn là các bạn sẽ không thể lau được. Bởi vì trước đó mình đã bán rất nhiều dòng sản phẩm từ M51, khi dính những cái hóa chất vào đây sẽ không lau được, khi các bạn dùng máy phải cực kỳ cẩn thận. Mặc dù là chống bám vân tay cực kỳ tốt, nhân viên mình đã vô tình nhỏ một cái bút mực ấy, cái bút mực hàng ngày ấy, viết ở đây, sau đó không xóa được và nó in lên trên này, cực kỳ xấu luôn các bạn ạ. Nên khi mua máy các bạn phải chú ý nhá. Khi các bạn dùng máy là cực kỳ chú ý khi các bạn vẽ cái gì lên, nhất là mực, không nên vẽ lên đây nhá. Vâng thưa các bạn, màn hình của máy với chất lượng rất tốt, với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% sRGB, tần số quét là 144Hz, màn hình do Sharp sản xuất các bạn nhé. Hỗ trợ công nghệ G-Sync, có nghĩa là chống phần màn hình. Với công nghệ Adaptive Optimus, chúng tôi xác định độ sáng của màn hình sẽ là ở mức 400 nit các bạn ạ. Tỷ lệ tương phản của màn hình đó là 1700:1, rất ấn tượng luôn. Với tỷ lệ bao phủ màu cao SRGB là 100%, còn tỷ lệ Adobe RGB đó là 87.6% các bạn nhé. Góc nhìn màn hình rất rộng và chất lượng âm thanh của máy cũng rất tốt. Nói chung Alienware về chất lượng âm thanh và hình ảnh thì nó là số 1 rồi các bạn nhé. Đây, mình mở hết công loa này. Rất to luôn. Với góc nhìn của màn hình rất rộng, màu sắc tươi sáng. 178 độ các bạn hoàn toàn có thể nhìn rõ trên màn hình. Với chất lượng màn hình tốt như này, các bạn sẽ thiết kế design, xem phim, nghe nhạc, giải trí mà không bị sai màu. Màu sắc trên màn hình cực kỳ sinh động và chính xác các bạn nhé. Ở đây thì mình đang test ổ cứng của máy này. Với tốc độ đọc PCIe Gen 4, tốc độ đọc lên đến 6.4GB/s và tốc độ ghi của nó cũng sấp xỉ 3.7GB, rất nhanh. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Ổ cứng Kia Seo của Nhật các bạn nhé. Một thương hiệu con của ổ cứng Toshiba. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test qua phần mềm CBM 15R. Với CPU đây các bạn sẽ thấy là 14 lõi 20 luồng, cực kỳ nhanh luôn. Con chip có tên mã là 12700H. Điểm số lên đến 2672 CB, rất nhanh. Công nghệ CPU bây giờ rất nhanh của Intel các bạn ạ. Thế hệ chip thứ 12 nó gọi là thế hệ chip Adelaide các bạn nhé. Con chip này có giá thành trên thị trường khoảng 500 đô. CPU với 14 lõi 20 luồng, xung nhịp hoạt động cao nhất là 4.70. Hoạt động ở xung nhịp cơ bản là 3.50, bộ nhớ cách là 24 MB. Công suất tiêu thụ tối thiểu là 35W, công suất tiêu thụ cực đại là 115W và trung bình là 45W các bạn nhé.
Đây các bạn thấy là đồ họa mô phỏng chạy nó cực kỳ mượt mà luôn với Vega là RTX 3050 Ti. Với hai lõi bên trong đó là lõi Tensor và lõi Ray Tracing sẽ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và hiệu ứng ánh sáng thực rất là ok luôn. Nên khi các bạn chơi những cái tựa game cho hình ảnh rất trung thực và xử lý đồ họa nó cực kỳ nhanh và chính xác. Đây, các bạn thấy điểm FPS nó đạt là 71,73 FPS. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test qua phần mềm Fullmax. Các bạn thấy là hệ thống tản nhiệt bên trong máy rất tốt luôn này. Quạt hoạt động các bạn thấy là nghe không quá to. Nhiệt độ hoạt động ổn định chỉ mức khoảng 60 độ C. FPS nhận được khoảng 60 FPS chế độ đồ họa 3D. Cái công nghệ tản nhiệt bên trong thì Dell gọi là Crotech các bạn ạ, độc quyền của Dell. Có khả năng hỗ trợ tản nhiệt lên đến 25% so với các phiên bản tiền nhiệm các bạn ạ. Nhiệt độ như này là rất mát cho một chiếc máy Ultrabook ở phân khúc gaming và đồ họa. Đây, chạy một lúc rồi nó chỉ có 62 hoặc 60 độ C thôi. Cả CPU, GPU sẽ ở ngưỡng như này. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test qua phần mềm Adobe Premiere với khả năng dựng phim các bạn ạ. Đây là phần mềm chuyên dụng dành để dựng video 4K. Rất nhiều công ty truyền thông cũng như các bạn làm phim dùng video này, dựng cái phần mềm này. Máy chỉ mất có 14 giây. Các bạn thấy là cái hiệu ứng về các bạn thấy này, hiệu ứng để có thể chỉnh video đẹp hơn rất nhiều. Với video 1 phút 3 giây thì chúng ta render mất 14 giây các bạn ạ, rút ngắn thời gian rất nhiều. Với trọng lượng máy chỉ 1,8 kg, đối với các nhà làm phim cũng như các bạn làm báo hoặc là ngành về truyền thông marketing, đây là một chiếc máy rất phù hợp cho các bạn với khả năng render video cực kỳ nhanh luôn các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test tựa game Mafia 3 các bạn ạ. Đây là một trong chiếc máy ở phân khúc gaming màn hình 14 inch. Cái tựa game này các bạn thấy những cái hiệu ứng về ánh sáng như ray tracing, hiệu ứng về ánh sáng thực, nên khi chúng ta chơi game thì cho cái khả năng chơi game cũng như trải nghiệm rất chân thực luôn. Nhiệt độ chơi game ở ngưỡng hơi cao các bạn ạ, CPU ở ngưỡng khoảng trên 90 độ C và đây các bạn thấy CPU này. Ôi, khi chúng ta chơi game thì nhiệt độ khá là cao. Bởi vì đây là một trong chiếc máy Ultrabook mà tản nhiệt như này thì mình thấy là nóng đấy các bạn ạ. Quạt các bạn có thể nghe thấy rõ các bạn nhá. Đây là game cực nặng luôn các bạn ạ. Tỷ lệ bao phủ màu cao khiến cho cái hình ảnh khi chúng ta chơi game nó cực kỳ chân thực các bạn ạ. Chất lượng bàn phím bấm của phím này cũng rất là ok. Có điều là con chuột này thì cảm giác như hơi nhỏ. Khi các bạn chơi game hay làm đồ họa chuyên nghiệp thì mình khuyến cáo các bạn với chiếc máy này có thể cắm thêm con chuột từ bên ngoài sử dụng cho sướng các bạn ạ. Khi chúng ta chơi một lúc thì nhiệt độ sẽ ổn định ở mức khoảng trên 80 độ C. Đây vẫn là cái mức nhiệt độ cho phép khi chúng ta chơi những cái tựa game nặng nhất cho chiếc máy này mà không có những hiện tượng bị giật lag các bạn nhé. Với những tựa game có trên thị trường thì chúng ta hoàn toàn có thể cài vào với chiếc Dell Alienware M14R1 này. Mức FPS chơi được 72 như này cũng là rất ngon rồi. Vâng, thưa các bạn ạ, sau khi mình trải nghiệm xong với chiếc Dell Alienware M14R1, mình nhận xét như này nhé. Đây là một trong chiếc máy ở phân khúc gaming mỏng và nhẹ nhất có hiệu năng tốt nhất của Dell tại thời điểm hiện tại các bạn ạ. Máy được trang bị dòng CPU đó là Core 5 hoặc là Core 7 trên chiếc máy này. Vega với phiên bản cao cấp nhất đó là RTX 3060 với dung lượng 6GB. Nói chung các công việc về đồ họa này, lập trình này, các bạn có thể dựng video 4K cũng như chơi những tựa game có trên thị trường thì chiếc máy vượt qua ok ngon lành. Lưu ý là máy không cho phép các bạn nâng cấp RAM. Khi các bạn mua máy, các bạn chú ý sẽ có hai dung lượng RAM đó là 16GB RAM và 32GB RAM. Duy nhất ổ cứng bên trong máy có thể nâng cấp tối đa đó là 4TB cho chiếc máy này các bạn nhé. 4TB luôn. Với độ sáng lên đến 400 nits nên các bạn hoàn toàn có thể nhìn dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc máy này hoàn toàn vẫn có thể nhìn trên màn hình sắc nét luôn. Sẽ giúp các bạn thiết kế design các phần mềm như Photoshop cực kỳ chính xác với gam màu. Nên khi các bạn mua máy này dùng để thiết kế design cũng cực kỳ tin tưởng với chất lượng màn hình tốt như này. Loa của máy thì mình nghe trong cái phòng khoảng 20m², nghe thấy cũng tương đối ok ngon lành với âm bass khá là tốt các bạn nhé. Chất lượng bàn phím thì các bạn thấy là hành trình bàn phím cao lổi vuông bấm tương đối là chắc chắn. Có điều là con chuột của chiếc máy này nó hơi nhỏ các bạn ạ. Đấy, nên khi các bạn muốn trải nghiệm game và đồ họa tốt hơn thì các bạn lên cắm thêm con chuột từ bên ngoài dùng thấy cảm thấy thích và thoải mái hơn các bạn ạ. Wi-Fi và Bluetooth trang bị trên máy cũng là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.2 cũng lại nhanh và mạnh nhất kết nối không dây. Các cổng kết nối bên ngoài hoàn toàn đầy đủ và đưa đằng sau này. Mình cực kỳ thích những chiếc laptop được đưa những cái cổng kết nối đằng sau này. Nó kiểu như là không bị vướng víu và mình dùng sẽ có trải nghiệm tốt hơn so với chiếc máy được thiết kế các cổng bên cạnh bên sườn các bạn nhé. Tổng lượng pin chiếc máy thì các bạn thấy mặc dù dung lượng pin bên trong rất lớn nhưng với những chiếc laptop gaming và đồ họa thì lượng pin thì nó lại hơi đáng buồn bởi vì nó tối ưu hết vào hiệu năng của máy rồi. Chính vì thế khi các bạn sử dụng các phần mềm liên tục chạy với độ sáng khoảng 150 nits thì chiếc máy sẽ trụ được khoảng 5 đến 7 tiếng.
5 đến 7 tiếng khi kết nối Wi-Fi. Còn khi các bạn sử dụng đồ họa liên tục, chiếc máy chỉ trụ được khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Nói chung là hơi ít, mặc dù là dung lượng pin bên trong máy rất là lớn các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Dell Alienware M14X R1 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho các bạn như này nhé. Hy vọng là các bạn đồng hành ủng hộ kênh nghề của TDD bằng cách đăng ký kênh, nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những siêu phẩm mới nhất tại shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.